Vào lúc 16 giờ chiều ngày 17 tháng 4, Hà Nội sẽ có chuyến làm khách đến sân Tuana của Myanmar gặp câu lạc bộ Yangon United trong khuôn khổ vòng bảng của AFC Cup. Ở trận lượt đi, Hà Nội bất ngờ để thua đối thủ với tỷ số 0-1 ngay trên sân nhà. Thất bại này đẩy Hà Nội vào thế buộc phải thắng để có thể giành quyền đi tiếp tại đấu trường AFC Cup. Với lịch thi đấu dày đặc hiện tại ở V-League cũng như tại AFC Cup, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm chắc chắn phải tính toán hợp lý để có thể bảo toàn được lực lượng. Hiện tại Hà Nội đang có 4 điểm xếp ở vị trí thứ 2 bảng F, Yangon United đang xếp thứ 3 với 3 điểm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh thể thao 360 của Báo Thanh Niên.